Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 168. Chương 1671, hương vị truyền thống chính gốc Hàn Quốc, 1. Trương Bách Thanh ngớ người, sau đó lấy một chiếc chìa khóa ra, thế, anh một chiếc, tôi một chiếc. Đây. Giáo sư Nghiêm ngần ngại, lão Trương, anh cũng biết tôi không có gia đình, giờ sống trong trường, không cần nhà lắm, hay là để chìa khóa ở chỗ anh, chờ khi nào tôi về hưu thì tính. Trương Bách Thanh bối rối. Hai chiếc đều là của anh, tôi chưa động vào. Tôi không từ chối, chỉ đợi cho qua giai đoạn nhạy cảm. Sau khi trở về từ Lâm Xuyên, kế hoạch hợp tác thương hiệu chiến lược ra nước ngoài bắt đầu được thực hiện nhanh chóng. Manti Group đã hợp tác với các nhà đầu tư để bơm vốn, hiệu quả đạt được rất ấn tượng, dẫn đến nhiều thương hiệu ngoài Lâm Xuyên cũng tìm đến. Ví dụ như một số thương hiệu tiêu dùng nhanh, thương hiệu trà sữa như Hỷ Điểm và các thương hiệu chuyên về pizza, gà rán. Những thương hiệu này hầu hết đều phát triển mạnh mẽ trong thị trường bất thường của các cuộc chiến mua chung và giao hàng. Mặc dù không may mắn như thương hiệu Lâm Xuyên, có Giang Cần cung cấp thông tin và Manti Group hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển, nhưng họ cũng có vận may không kém, từng bước tích lũy được khá nhiều tài sản. Có điều, với sự phát triển của thương mại điện tử, hiện nay mỗi lĩnh vực đều có sự cạnh tranh gay gắt. Ví dụ như thị trường trà sữa, dưới ảnh hưởng của định giá khổng lồ của Hỷ Điểm, ngày càng nhiều người làm thương hiệu trà sữa. Theo thống kê, trong suốt năm 2013, cả nước đã xuất hiện khoảng 34 thương hiệu trà sữa mới. Khi đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, thị phần bị chia nhỏ, điểm lợi nhuận cũng trở nên yếu hơn, vì vậy nhiều thương hiệu trà đã trưởng thành sớm đều tìm kiếm thị trường mới. Trong bối cảnh đó, thị trường quốc tế ở châu Á tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Vì vậy, sau Hạ Chí, Manti Group mỗi ngày đều đón tiếp các đội ngũ thương hiệu khác nhau đến thăm. Trong mắt họ, việc tự mình mở rộng ra thị trường nước ngoài là một việc khó khăn, nhưng Manti Group giống như một con tàu lớn có thể đưa họ qua đó chỉ với một tấm vé. Chiều thứ tư sau khi trở về từ Lâm Xuyên, mặt trời lặn dần, gió nhẹ nhàng. Giang Cần ngồi trong văn phòng, thực hiện cuộc họp qua điện thoại với nhóm thị trường nước ngoài, nghe báo cáo về sự phát triển của thị trường nước ngoài. Tại Thái Lan, Singapore và Hồng Kông, những thị trường có cạnh tranh thương mại tự do, mọi thứ phát triển khá tốt, số lượng người dùng guitar cũng tăng đáng kể. Có điều, thị trường Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn hơn, phát triển chậm, dữ liệu cho thấy kém hơn so với ba khu vực còn lại. Người Hàn có lòng tự tôn văn hóa rất cao, rất kỳ thị các thương hiệu nước ngoài, họ luôn nghĩ rằng họ là nhất thế giới. Anh cứ thử mua bản đồ trong siêu thị của họ xem, đến máy ảnh làm đẹp còn không thể chỉnh sửa được mức độ đó. Vì vậy, để đối phó với trở ngại ở thị trường Hàn Quốc, tôi đề nghị các thương hiệu nên đặt tên Hàn Quốc, làm bảng hiệu song ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh, không tiết lộ là công ty Trung Quốc. Thêm vào đó, tìm một vài ngôi sao nổi tiếng địa phương làm đại diện, mở rộng tầm ảnh hưởng. Hãy tưởng tượng vài năm sau, khi thương hiệu của chúng ta trở thành niềm tự hào của Hàn Quốc, mà thực tế lại không phải là thương hiệu Hàn Quốc, điều đó sẽ thú vị biết bao. Nhưng cần chú ý một điều, giả làm cửa hàng bản địa Hàn Quốc thì được, nhưng nói mình là Hàn Quốc thì không, dân tộc này luôn rất kỳ quái, có khi họ đã đăng ký di sản cho bạn lúc nào không biết. Giang Cần sau khi xem xong báo cáo đã đưa ra một đề nghị. Thương hiệu tại Hàn Quốc ngay lập tức triển khai đề nghị này. Sau khi thay đổi biển hiệu, họ tiến hành một chiến dịch quảng bá toàn diện và hiệu quả thật sự nhanh chóng. Hương vị từ phương Đông dần dần xâm nhập, thậm chí cả Dương Ký cũng đi theo. Thời gian trôi qua, du lịch trong nước bắt đầu nóng trở lại. Người ít tiền thì về quê du lịch, người có tiền thì du lịch khắp cả nước, còn người giàu thì chọn du lịch nước ngoài. Lý Trường Bằng, một chàng trai từ gia đình giàu có, vừa kết thúc buổi bảo vệ luận văn và đi du lịch Hàn Quốc. Ở đó, y được bạn thân từ thuở nhỏ, Tôn Tráng Tráng, đón tiếp. Họ là bạn từ nhỏ, sau này Tôn Tráng Tráng theo cha mẹ ra nước ngoài kinh doanh và định cư tại Hàn Quốc. Dù xa cách ngàn dặm, nhưng nhờ Internet, Tôn Tráng Tráng và Lý Trường Bằng vẫn duy trì liên lạc. Lý Trường Bằng ở lại trong nước, theo con đường học hành bình thường, thi đại học rồi vào đại học. Trong khi đó,
Tôn Tráng Tráng được một nhà tìm kiếm tài năng phát hiện tình cờ và bước vào ngành giải trí. Sau 2 năm rưỡi luyện tập, Tôn Tráng Tráng có cơ hội ra mắt cùng một nhóm nhạc thần tượng nam và đặc biệt mời Lý Trường Bằng vừa tốt nghiệp đại học đến ăn mừng. Thế nào, Hàn Quốc đẹp chứ? Ừ, rất đẹp. Đã bảo cậu đến đây từ lâu rồi, mở rộng tầm mắt xem thế giới không tốt sao? Lý Trường Bằng cùng Tôn Tráng Tráng đến căn hộ của y. Vừa nghỉ ngơi, y vừa giới thiệu về Hàn Quốc. Từ dịch vụ giao đồ ăn đến các chương trình tuyển chọn tài năng, còn trực tiếp trình diễn dịch vụ giao đậu phụ tương trong vòng 30 phút. Chương 1672, Hương vị truyền thống chính gốc Hàn Quốc, 2. Lý Trường Bằng nghe xong, nuốt nước bọt, cậu, bao năm nay chưa về nước à? Không, bố mẹ mình đều ở đây, người thân cũng qua đây hết rồi, về nước cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ồ ồ, Tôn Tráng Tráng thay đồ, đeo khuyên tai, cậu đã tìm được việc chưa? Lý Trường Bằng gật đầu, mình nhận được offer từ Taobao. À, mình biết, Taobao là trang mua sắm bên cậu đúng không? Mình có thấy trên Twitter, giao hàng chậm lắm, mất tới 3 ngày. Ở Hàn Quốc, hầu hết là giao trong ngày. Đúng thế, nhưng Hàn Quốc đâu lớn bằng một tỉnh của Trung Quốc. Nghe xong, Tôn Tráng Tráng nhíu mày, nhưng Hàn Quốc là số 1 châu Á. Lý Trường Bằng mím môi, không, Hàn Quốc là số 1 vũ trụ. Cả Tết Đoan Ngọ và Khổng Tử đều là của các cậu. Tháng 5 năm 2004, người Hàn Quốc đã nộp đơn lên Liên Hợp Quốc với danh nghĩa lễ hội Đoan Ngọ Giang Lăng để đăng ký Tết Đoan Ngọ của Trung Quốc. Cuối tháng 11 năm 2005, Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua đơn đăng ký của Hàn Quốc. Đây luôn là một vấn đề khiến người Trung Quốc mỗi khi nhắc tới là muốn chửi bới tổ tiên người Hàn. Đến năm 2008, trong kỳ Thế vận hội, Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm Khổng Tử, định đăng ký cả Khổng Tử, nhưng không thành công. Tuy vậy, người Trung Quốc đã sớm thấy rõ bộ mặt của Hàn Quốc. Tôn Tráng Tráng định khoe khoang về Hàn Quốc, nhưng nhớ mình cũng là người Hoa, nên không tranh cãi mà chuyển đề tài. Cậu đói không? Lý Trường Bằng sờ bụng, có chút. Tôn Tráng Tráng lấy điện thoại ra và vuốt vài cái, gần đây có mấy quán ở Itaewon rất hot, trước cửa xếp hàng dài lắm, mà mình chưa có thời gian đi. Tối nay mình dẫn cậu đi thử nhé. Được thôi, mình cũng muốn thử món ăn Hàn Quốc. Lần này mình sẽ cho cậu thấy. Khi màn đêm buông xuống, ánh hoàng hôn tan dần trên bầu trời. Tôn Tráng Tráng dẫn Lý Trường Bằng đến Itaewon, nằm ở sườn đông Nam Sơn, quận Long Sơn, Seoul. Nơi này giống như Lan Quế Phường ở Hồng Kông, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách, khu thương mại rất phát triển. Hai người hòa vào dòng người đông đúc và đến quán mà Tôn Tráng Tráng đã nhắc đến. Dưới tấm biển lớn viết bằng tiếng Hàn là một hàng chữ tiếng Anh, nhìn là biết ngay quán này vừa chính gốc vừa quốc tế, bên cạnh còn có vài cửa hàng đang sửa chữa. Tôn Tráng Tráng bảo Lý Trường Bằng đứng xếp hàng, còn mình thì đi mua đồ uống ở một cửa hàng khác đang rất hot. Khoảng nửa tiếng sau, Tôn Tráng Tráng mang theo 2 ly trà sữa và gặp lại Lý Trường Bằng đã ngồi trong quán. Lúc này, Lý Trường Bằng đang đối diện với món bánh cuốn hiệu Burger King, bánh xếp kiểu Hàn của tiệm Dương Ký, mì thịt chiêu bài, đầu óc mơ hồ. Có lẽ mình đang mơ. Mình chưa rời khỏi nước sao? Tôn Tráng Tráng tiến lại gần, cũng hơi ngạc nhiên, cậu biết tiếng Hàn à? Lý Trường Bằng lắc đầu, không biết. Thế sao cậu gọi được món? Nhân viên phục vụ biết tiếng Trung. Tôn Tráng Tráng cười, mình đã nói rồi mà, Hàn Quốc thật quốc tế. Lý Trường Bằng nhìn 2 ly trà sữa trên tay Tôn Tráng Tráng, mặc dù không nhận ra tên thương hiệu nhưng logo thì rất quen thuộc, đây là trà sữa. Đúng vậy, hương vị truyền thống mà người Hàn Quốc tự hào nhất. Cậu chắc chứ? Tôn Tráng Tráng mở lại túi nhựa định vứt đi, chỉ vào 2 dòng chữ tiếng Hàn trên đó, cậu biết dòng đầu nghĩa là gì không? Lý Trường Bằng nhìn y, nghĩa là gì? Hương vị truyền thống chính gốc Hàn Quốc. Lý Trường Bằng nghẹn lời, thế còn dòng dưới? Tôn Tráng Tráng nhìn kỹ, thức uống trăm năm tự hào nhất của người Hàn. Cậu thấy không, còn có Park Shin-hye làm đại diện. Đài SBS của Hàn Quốc gần đây cho ra mắt bộ phim Pinocchio, ngay khi phát sóng đã gây sốt khắp châu Á. Park Shin-hye là nữ chính trong phim này. Hỷ Điềm đã hợp tác với họ làm một phiên bản kết hợp, danh tiếng cũng theo đó mà lên cao. Tôn Tráng Tráng nhiệt tình giúp Lý Trường Bằng mở ống hút, nhất định phải để y thử hương vị truyền thống này, sau đó tự mình cũng thử một ngụm. Ô mô, mắt y sáng lên, hoàn toàn tan chảy trong hương vị đậm đà của trà, thốt lên bằng tiếng Hàn đầy ngạc nhiên.
Ôi trời, từ nay trong tiếng Hàn là một thán từ, tương đương với má ơi hay OMG trong tiếng Trung. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, Lý Trường Bằng cũng vô thức nhấp một ngụm, rồi lập tức ôm trán, đầu óc tràn ngập ký ức về người yêu cũ trong khuôn viên trường đại học. Chết tiệt, cái vé máy bay này đúng là lãng phí tiền quá đi. 4 năm đại học, y và người yêu cũ đã uống không biết bao nhiêu ly hỉ điểm, kết quả là tốn cả đống tiền vé máy bay bay sang Hàn Quốc mà vẫn chỉ là hỉ điểm. Trong khi đó, Tôn Tráng Tráng vẫn tự mình phấn khích, "Omo, Omo không ngừng, bên trong còn có trân châu nữa." Lý Trường Bằng nhìn thấy hàng chữ hương vị truyền thống Hàn Quốc, do dự một lúc lâu rồi không kiềm chế được mà lên tiếng, "A Tráng, hay mình về quê đi." Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1673, lưu lượng mới là vàng, 1. Nghe nói Manti Group đang làm mưa làm gió trên thị trường nước ngoài. Tôi cũng nghe nói rồi, nhiều thương hiệu đã bão hòa đều đi theo nền tảng guitar của Manti Group để kinh doanh ở nước ngoài. Gần đây tôi có đến Singapore, thực sự thấy cửa hàng của hỉ điểm ở đó có loại hương vị muối biển bán hết hàng ngay lập tức. Vậy là UnionPay cũng mở rộng ra nước ngoài rồi. Ừ, nhưng người nước ngoài ít chấp nhận thanh toán qua di động, guitar chủ yếu xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên ở nước ngoài. Thị trường không phải là bắp cải, làm sao mà dễ dàng mở rộng kinh doanh nước ngoài được. Như bao bì nhựa, tự mình không lọt, nhưng làm cho người khác lọt. Các nền tảng nước ngoài chưa bao giờ thấy kiểu chiến lược này. Các thương hiệu theo guitar đều tìm đối tác địa phương để tăng cường quảng bá, khi nổi tiếng rồi thì tự gọi mình là thương hiệu trăm năm. Mẹ nó, làm kinh doanh quả là bán câu chuyện mà. Vào dịp đại thử, câu lạc bộ doanh nhân Internet tổ chức một buổi gặp gỡ. Các doanh nhân lâu năm trong ngành đều có mặt, khi mọi người bàn về sự phát triển của ngành, không thể không nhắc đến Manti Group. Một số người mới đi du lịch ở các nước lân cận, không kìm được mở điện thoại cho họ xem những thương hiệu trăm năm của Hàn Quốc, Thái Lan, khiến mọi người phải kinh ngạc. Trước khi Manti Group ra nước ngoài, nhiều người nghĩ rằng các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ giỏi đấu đá nội bộ. Anh đấm tôi một cú, tôi đá anh hai cú. Anh bôi nhọ tôi trên mạng, tôi hẹn anh ra công viên để đấu tay đôi. Ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ chỉ cần nhanh chóng huy động vốn trong nước, 3 đến 5 năm là có thể mở rộng toàn cầu, trở thành doanh nghiệp quốc tế. Facebook, Twitter, YouTube, Google, Amazon, thậm chí Uber gần như đều mở rộng nhanh chóng ra toàn cầu, chưa kể đến Coca-Cola, KFC và McDonald's. Nên nhiều người nghĩ rằng doanh nghiệp Mỹ ở một đẳng cấp cao hơn không phải là tâng bốc quá mức. Nhưng Manti Group giờ đây lại trở thành một biến số. Những người như Giang Cần, rất giỏi đánh chiến thương mại, khi ra nước ngoài thì như sói vào bầy cừu, thực sự là cắn loạn xạ. Chiến lược của hắn trong nước lại hoạt động tốt ở nước ngoài, điều này chứng tỏ các doanh nghiệp trong nước thua không oan. Ngành công nghiệp Internet trong nước có 3 ông lớn, bất, trong đó A đang nổi bật, T hơi yếu, còn B thì đã lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Nhưng doanh nghiệp M mới nổi lại đang ở thời kỳ đỉnh cao, mạnh mẽ. Khi tài sản và tuổi tác tăng lên, lòng tham cũng tăng theo, còn dũng khí thì giảm đi. Nên nhiều công ty khi đã có địa vị thì tập trung kiếm tiền, nhưng doanh nghiệp M hay chính Giang Cần, vẫn dũng mãnh. Họ không thể tưởng tượng được 10 năm hay 8 năm nữa, Manti Group sẽ trở thành cái gì. Nhưng trong thế giới này, mọi thứ đều có hai mặt, nên có người ca ngợi Manti Group, cũng có người dự đoán suy tàn. Những người này cho rằng Manti Group khó mà duy trì sự huy hoàng thêm vài năm nữa. Mặc dù Manti Group ở thị trường nước ngoài đang tiến triển thuận lợi, nhưng đừng quên rằng thị trường trong nước đã bắt đầu thu hẹp. Đúng vậy, hiện tại hai doanh nghiệp lớn là Alibaba và Tencent đang hạn chế sự phát triển của Manti Group từ đầu đến cuối, không thu hẹp mới là điều lạ. Tôi nghĩ Manti Group đột ngột chuyển trọng tâm sang thị trường nước ngoài có lẽ là do thị trường trong nước đầy rẫy nguy cơ, nên họ chọn cách tạm lánh. Không đến mức đầy rẫy nguy cơ, nhưng việc phát triển bị hạn chế là chắc chắn. Gần đây còn có tin đồn rằng WeChat sẽ chặn các liên kết Manti Group. Tencent thì đỡ hơn chút, còn Alibaba thì trực tiếp hơn, họ lại đang đầu tư vào việc tích hợp tính năng. Cái gọi là tích hợp tính năng thực ra là do Bàng Nhị nghĩ ra trong cuộc chiến thanh toán. Bởi vì Manti Group sử dụng hình thức đặt hàng trực tuyến, phá vỡ nhịp độ quảng bá của Alipay, nên họ không thể triển khai ngay,
nhưng năm nay thì lại khá thành công. Họ đã tích hợp Đói Bụng Không, Kubay, Tao Piao Piao, Flicky vào trang chủ của Alipay, tận dụng lưu lượng toàn diện để thúc đẩy tất cả các dự án, hiện tại hiệu quả khá tốt. Đói Bụng Không rõ ràng đã tăng trưởng trong thị trường giao đồ ăn, Kubay cũng bắt đầu khởi sắc, còn đáng chú ý hơn là Tao Piao Piao, cạnh tranh ngang ngửa với Manti Group phim và đá mài. Flicky trong ngành du lịch cũng đang theo sát Manti Group du lịch, chỉ sau C-Chip. Thêm vào đó, WeChat sau một thời gian thử nghiệm dường như cũng đang theo con đường này. Theo những thông tin nội bộ, WeChat sẽ tạo một cổng lưu lượng riêng, kết nối tất cả các dịch vụ Internet trên thị trường vào WeChat. Đường phát triển của ba doanh nghiệp này tuy có khác nhau, nhưng lại có điểm tương đồng. Lấy phần mềm thanh toán làm ví dụ, hiện tại ba doanh nghiệp mật đã có ba hình thái. Hình thái đầu tiên là UnionPay, thuộc loại cơ bản, chỉ có chức năng thanh toán, dùng để kết nối với các phần mềm của Manti Group. Hình thái thứ hai là Alipay, xem mình như một chiếc túi lớn, tích hợp mọi chức năng vào, nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu bằng một phần mềm. Hình thái thứ ba là WeChat Pay, dựa trên tính năng xã hội, nằm trong một hồ lưu lượng khổng lồ, ở đâu có xã hội, ở đó có WeChat Pay. Chương 1674, lưu lượng mới là vàng, 2. Hiện tại, nhiều chuyên gia dự đoán rằng hình thái của WeChat là hoàn hảo nhất. Bởi vì xã hội có tính chất lưu lượng, cũng là nhu cầu của đại chúng, Tencent tập trung mọi ngành vào trung tâm lưu lượng, chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Còn Alipay, nếu thực sự có thể đáp ứng mọi nhu cầu bằng một phần mềm, thì sẽ phá vỡ giới hạn của một ứng dụng công cụ. Còn về Manti Group, nói thật, trong dự đoán của các chuyên gia, tương lai của Manti Group không mấy sáng sủa, nguyên nhân chính là Manti Group không còn nguồn lưu lượng. Với sự phát triển của mạng 4G, lưu lượng trên các nền tảng truyền thông đang giảm dần, ngay cả các ông lớn như Weibo cũng bị ảnh hưởng. Hai hồ lưu lượng lớn của Manti Group là Trang Đầu Tối Nay và Zhihu Campus đều đang trong giai đoạn suy yếu. Theo thời gian, thiếu nguồn lưu lượng sẽ khiến Manti Group và thậm chí cả Alibaba gặp bất lợi, trong khi Tencent với mạng xã hội có hoạt động hàng ngày đáng kinh ngạc sẽ tiếp tục giữ vững. Dù sao, với sự phát triển của 4G và 5G, tốc độ mạng ngày càng nhanh, tương lai sẽ là thời đại của lưu lượng. Vì vậy, Alibaba mới điên cuồng phát triển mạng xã hội, đầu tiên là Lai Vãng, sau đó là Momo, nghe nói Alipay sắp ra mắt cộng đồng sở thích và nhóm thảo luận. Trò chuyện trong phần mềm thanh toán, ép buộc người dùng, trí tưởng tượng của bàng nhị quả thật không nhỏ. Nhiều người cười nhạo họ, nói rằng ban quản lý Alipay đều ngốc, ai lại dùng một ứng dụng thanh toán để trò chuyện. Nhưng họ không biết có những thứ bắt buộc phải làm, lưu lượng truy cập chính là vàng của tương lai. Trong tình hình đó, mặc dù Manti Group vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng do chưa từng có kế hoạch mới cho lưu lượng truy cập, phần lớn những người trong ngành đều không mấy lạc quan về tương lai của nó. Giữa những tiếng bàn tán, ba người đứng cùng nhau ở phía tây của đại sảnh. Trương Húc Hào của Đói Bụng Không, Trình Vĩ của BB và Trương Thao của Đánh Giá Đại Chúng. Họ đều từng thất bại trước Manti Group, nhưng giờ vẫn nuôi hy vọng. Như những người bi quan đã cảm nhận, dưới sự tấn công của Alibaba và Tencent, Manti Group thiếu lối vào lưu lượng truy cập sẽ luôn gặp khó khăn. Họ hy vọng một khi con cá voi lớn ngã xuống, vạn vật sẽ sinh sôi, tình thế sẽ thay đổi. Nhưng họ không biết, trung tâm thuật toán của Manti Group đã bắt đầu cập nhật nhanh chóng, bộ phận kỹ thuật làm việc thâu đêm, dường như đang ấp ủ một cơn bão lớn hơn, sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện hiện tại. Lúc này, màn đêm mùa hè đang dần buông xuống, gió nhẹ thổi qua. Trong phòng khách của biệt thự Hương Đề, một bé gái đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa, hai chân nhỏ xinh chéo lại, mắt nhìn theo ba mình đang pha trà. Cuối cùng, cô bé không nhịn được, nghiêng người về phía trước, gọi một tiếng ba với giọng non nớt. Ánh mắt của Giang Cần lập tức trở nên dịu dàng, ôm cô bé vào lòng, hôn lên má cô bé. Giang Ái Nam cười đáng yêu, liên tục gọi ba ba. Tối qua, khi Giang Cần ôm Phùng Nam Thư đi ngủ, Giang Ái Nam đột nhiên khóc tỉnh dậy và gọi ba mẹ lần đầu tiên. Giây phút đó, Giang Cần cảm thấy như trời sáng, sáng hôm sau lập tức gọi điện cho Tào Quảng Vũ, mời y tối đến nhà ăn cơm. Tào Quảng Vũ lập tức nghi ngờ, nghĩ thầm, lão Giang mời cơm, chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây. Quả nhiên, khi nghe tiếng ba ấy, Tào Quảng Vũ cảm thấy mất nửa mạng. Đinh Tuyết hứa năm nay sẽ sinh con, nhưng hai người cố gắng nửa năm vẫn chưa có tin vui, lão Tào đang rất khát khao, thấy Giang Ái Nam gọi ba,
ghen tị đến phát điên. Làm ba thật vui vẻ, lão Tào, cậu có vui thay tôi không? Giang Cần ôm con gái, lớn tiếng nói, không chút quan tâm đến Tào thiếu gia. Tào Quảng Vũ tự nhéo mình để tỉnh lại, giọng run rẩy, đây là lý do cậu mời tôi ăn cơm. Giang Cần ôm con gái ngạc nhiên, ai mời cậu ăn cơm? Giang Ái Nam cũng không nhịn được quay đầu nhìn chú, như muốn nói ba cháu mời chú ăn cơm khi nào. Tào Quảng Vũ nghe xong mà nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, mẹ kiếp, đả kích tôi xong, đến cơm cũng không cho ăn. Đúng là vì mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Thật là vô liêm sỉ, chẳng trách người dùng của Union Pay ngày càng ít. Giang Cần quay đầu nhìn y, mày khẽ nhíu, đến cả cậu cũng nhận ra người dùng của Union Pay ngày càng ít à. Tào Quảng Vũ nhếch môi, tôi mở cửa hàng, dĩ nhiên tôi biết. Tháng trước chúng tôi thống kê tài khoản của quán tiểu trác, WeChat Pay chiếm 38%, Alipay chiếm 37%, Union Pay chỉ còn 25%. Union Pay không có nguồn lưu lượng mới, việc quảng bá offline cũng tạm thời chững lại, việc người dùng giảm là điều bình thường. Vì thế nên tôi phản bội rồi. Giang Cần bối rối. Tào Quảng Vũ nhe răng cười, Alipay giờ có mã nhận hồng bao, trước khi thanh toán chỉ cần quét mã là nhận được hồng bao ngẫu nhiên, tôi đã dán đầy quán rồi. Giang Cần im lặng một lúc lâu, nhưng cậu không có bé cưng. Đậu má, lão Giang, tôi muốn bóp chết ông. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1675, nguy cơ toàn diện đã tới. 1. Tào thiếu gia như sói đói lao tới, muốn bóp cổ sinh vật mang hình. Người như não chó trước mặt, kết quả bị Giang Cần một tay đẩy trán, khiến y đấm loạn nhưng không chạm nổi vào áo. Giang Ái Nam nằm bên cạnh, mắt mở to, bàn tay nhỏ không ngừng đập vào đệm sofa, xem rất hứng thú. Nhìn anh họ con đi, sức cũng lớn đấy, ba cũng hơi khó giữ. Tôi là chú của con bé. Tào Quảng Vũ gầm lên, lao vào Giang Cần, Giang Ái Nam, đừng nghe ba con nói linh tinh. Lúc này, Phùng Nam Thư và Đinh Tuyết từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn hai người đàn ông ngốc nghếch. Hai cô vừa trốn vào phòng ngủ để chia sẻ kinh nghiệm sinh con, từ đầu đến cuối, nói chuyện hơn nửa giờ. Lúc này Phùng Nam Thư trông như bậc thầy, vẻ mặt nghiêm túc, như thể vừa dạy điều gì đó tuyệt vời. Chuyện sinh con liên quan mật thiết đến sự hòa hợp của vợ chồng, không may, tiểu phú bà và chú gấu chó của cô đều nghiện, chỉ là không ai thừa nhận, cứng miệng lắm. Giang Cần nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn là biết họ đã nói xong. Tiểu phú bà, em lại lừa người ta rồi. Không lừa, đều là thật. Phùng Nam Thư bày ra vẻ mặt ngầu, cảm thấy mình giờ đã là bậc thầy sinh con, trong đầu toàn là tư thế. Lúc này, Tào Quảng Vũ vùng ra khỏi sự kiểm soát cứng rắn của Giang Cần, không muốn ở lại thêm giây nào, kéo Đinh Tuyết về tiếp tục cố gắng. Sinh một đứa con trai, cưới con gái nhà hắn, xem ai cười cuối cùng. Phùng Nam Thư sau khi tiễn Tào Quảng Vũ và Đinh Tuyết thì về phòng tắm, kết quả bị Giang Cần ép vào tường, trơn trượt dính vào nhau. Nước từ vòi sen không ngừng chảy ra, tiểu phú bà tựa vào tường, má hơi đỏ, làn da trắng mịn dưới ánh đèn lấp lánh như ngọc dương chi. Trong không gian ấy nhìn vào Giang Cần, cô không thể ngăn mình liên tưởng đến máy đóng cọc ở công trường xây dựng. Cốp 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 cốp, Phùng Nam Thư thì thầm. Giang Cần không kìm được, hôn lên đôi môi nhỏ của cô, em vừa nói gì? Mặt Phùng Nam Thư đỏ như táo, em không nói gì cả, còn hôn. Giang Cần ôm hôn cô thật lâu, cảm nhận vị ngọt, rồi hỏi, em đã dạy Đinh Tuyết gì? Không nói cho anh. Phùng Nam Thư cắn môi, cảm thấy điện thoại dự phòng đang đánh con hổ nhỏ, nên lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, định cắn hắn. Giang Cần không kìm được vỗ nhẹ vào mông cô, nước bắn tung tóe, em dạy được Đinh Tuyết, cũng dạy anh được không? Giang Cần, anh có vẻ nghiện rồi. Anh trước đây không như thế này. Tiểu phú bà có chút nũng nịu, nhưng cuối cùng vẫn bị bế lên bồn rửa tay, làm rung lắc cả tấm gương phía sau. Lúc đầu, cô luôn dữ dằn, nhưng sau đó lại nước mắt ngắn dài, đôi chân hồng hồng co chặt lại, trông ngây ngô đến tội nghiệp. Giang Cần luôn nói rằng hắn muốn sinh cho Giang Ái Nam một em trai, để lớn lên bảo vệ chị gái. Nhưng lần nào hắn cũng lừa dối, làm ông chủ đỗ kiếm tiền. Tiểu phú bà bây giờ không còn tin hắn nữa, cô biết Giang Cần chỉ thèm muốn cô thôi. Cô muốn sinh cho Giang Cần 5 đứa.
con, nhưng lại không thể tự quyết định. Sau một thời gian dài, buổi xã giao vô nghĩa kết thúc, tai của Phùng Nam Thư đỏ bừng lên, trông thật quyến rũ. Sau đó, cô được Giang Cần bế vào bồn tắm, đôi chân trắng nõn đá vào chân hắn. Đá một lúc, tiểu phú bà lại không nhịn được mà rên khẽ, co mình lại như ánh trăng trắng muốt. Thật ra lần đầu anh đưa em đi chơi, anh đã muốn thế này rồi. Phùng Nam Thư nghe lời này của Giang Cần, không kìm được mà nhớ lại lần đi suối nước nóng năm đó, cô ngẩn người ra. Lâu sau, tiểu phú bà cuối cùng cũng tắm xong, vừa đánh Giang Cần vừa ra khỏi phòng tắm. Cả đêm cô nghĩ về lần đi chơi đầu tiên, đầu óc mơ màng. Lúc đó cô chưa biết tình yêu là gì, thật sự muốn làm bạn với Giang Cần. Cô chỉ muốn Giang Cần đưa cô đi chơi, ngồi xe lắc, dạo phố mua sắm, không có ý nghĩ khác. Nhưng Giang Cần lại nói rằng ngay lần đầu đưa cô đi chơi đã muốn chiếm lấy cô. Thế là cả đêm tiểu phú bà không ngủ được, suy nghĩ lung tung, còn đá hắn mấy lần khi hắn ngủ. Sáng hôm sau, Giang Cần tỉnh dậy, nhìn thấy vết bầm trên đùi, không kìm được mà nhìn tiểu phú bà đang ngủ trong vòng tay mình, thầm nghĩ cô gái này lại làm gì mình đây. Thời gian trôi qua, Giang Ái Nam gọi ba mẹ ngày càng rõ ràng, cũng đã biết chạy. Mỗi ngày cô bé chạy quanh nhà, lúc nào cũng tươi cười, không biết mệt mỏi. Có lần cô bé còn suýt chạy ra ngoài khi cửa không đóng kỹ. Về kinh doanh, Manti Group ngày càng lớn mạnh trên thị trường quốc tế, nhưng khi đạt đến một mức độ nhất định lại gặp phải những trở ngại không kiểm soát được. Còn ở thị trường trong nước, đúng như dự đoán, Manti Group dần suy yếu. Vào mùa hè, số lượng người dùng Union Pay bắt đầu giảm. Nguyên nhân rất đơn giản, tính năng Alipay của Alipay chính thức ra mắt. Giải thích, Alipay là một dịch vụ tín dụng tiêu dùng, cho phép người dùng mua sắm trước và thanh toán sau, tương tự như một thẻ tín dụng. Hết giải thích. Chương 1676, nguy cơ toàn diện đã tới. 2. Ngay trong ngày ra mắt, quảng cáo của Alipay xuất hiện trên các trang web lớn, hiệu quả quảng cáo thật sự ấn tượng. Một nhân viên giao hàng của Đói Bụng Không chạy trên con đường rộng lớn, sau một ngày làm việc vất vả, về căn phòng trọ chật hẹp, cẩn thận lấy ra một chiếc saxophone màu vàng. Trong lòng tôi, mọi thứ đều có thể tiết kiệm, trừ đam mê. Dưới đây là một dòng phụ đề, Vương Khang, nhân viên giao hàng, đã mua cây kèn saxophone đầu tiên bằng Alipay. Tiếp theo là một cô gái ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi dạt trên mặt hồ mênh mông. Trước khi đi làm, tôi muốn đi ngắm thế giới. Dưới đây cũng là một dòng phụ đề, Lý Ngọc Bình, sinh viên tốt nghiệp, đã dùng Alipay cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới đầu tiên của mình. Sau đó là cặp đôi trẻ, nói rằng cảm giác tự do tốt hơn nhiều so với việc định cư, và dòng chữ trên màn hình cho biết họ đã sống ở 4 thành phố, nhờ Alipay. Tiếp theo là dòng chữ lớn, sống theo cách tôi muốn, tuổi trẻ, chính là Alipay. Với tính năng này ra mắt, Alipay đã hoàn toàn tiến hóa lên một tầm cao mới, lượng truy cập trong ngày vượt qua cả WeChat Pay, và kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Union Pay. Vì Union Pay phát triển từ các trường đại học, phần lớn người dùng là sinh viên, những người không có khả năng sản xuất và thiếu vốn, nhưng lại có nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ. Alipay hoàn toàn đánh vào điểm yếu này của họ. Trong cơn sóng gió này, người dùng của Union Pay giảm xuống còn 24%, trong khi các dịch vụ như Đói Bụng Không, Kubay, Friggy, Tao Piao Piao hỗ trợ thanh toán bằng Alipay và đã được tích hợp vào trang chủ của Alipay đều đón nhận lượng truy cập khổng lồ. Hiện tại, thị trường mua chung và giao đồ ăn đều đã bão hòa. Có người tăng thì cũng có người giảm, vì vậy các mảng kinh doanh của Manti Group đều bị ảnh hưởng và đang suy giảm. Khủng hoảng của Manti Group đã đến, xem ra một khi Alibaba nghiêm túc, không ai có thể ngăn cản được. Khi có người nói bất nên đổi thành mật, tôi chỉ cười mà không nói gì, giờ thì sao, Manti Group vẫn còn cách xa vị trí hàng đầu. Chiêu này của Alipay thật ác liệt, trực tiếp tạo ra nhu cầu cho người dùng, WeChat Pay chắc cũng bị ảnh hưởng nhỉ. WeChat Pay bị ảnh hưởng rất ít, dù sao họ độc quyền về mảng xã hội, nên lưu lượng vẫn là vua. WeChat Pay trước đây dùng chiêu lì xì, nổi danh khắp nơi, giờ Alipay ra mắt Alipay, khiến cả thế giới chấn động. Hai bên không ngừng đấu đá, hết chiêu này đến chiêu khác, người khổ nhất chính là Manti Group. Bên ngoài không ngớt mưa gió, các cuộc bàn luận cũng không ngừng, nghe nhiều đến mức nhân viên cấp thấp của Manti Group cũng cảm thấy bị kẹt cổ. Nhưng điều kỳ lạ là, họ thấy sếp tổng của công ty không hề lo lắng,
như thể đang cách ly với thế giới, càng hỗn loạn bên ngoài, công ty lại càng yên tĩnh. Sếp, hôm nay anh có đến công ty không? Đội ngũ của Mỹ Đồ Tú Tú sẽ đến vào buổi trưa. Được, cô chịu trách nhiệm tiếp đón trước, tôi sẽ đến ngay. Sáng thứ sáu, Giang Cần và Phùng Nam Thư đang dắt con đi dạo trong vườn. Sau khi nhận điện thoại, hắn hôn con gái một cái rồi đến trụ sở Manti Group. Hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ và ấm áp, đội ngũ từ Mỹ Đồ Tú Tú được tiếp đón tại khu công nghiệp Manti Group do Giang Cần và Ngụy Lan Lan đích thân tiếp đón. Thực ra bên ngoài đều biết, 2 năm trước Manti Group đã đầu tư vào Mỹ Đồ Tú Tú, nhưng không ai biết điều này có ý nghĩa gì. Làm mua chung, giao đồ ăn và thanh toán rõ ràng không liên quan gì đến ngành chỉnh sửa ảnh. Phải biết rằng, phong cách đầu tư của Manti Group khác với ba ông lớn bất, họ luôn rất thận trọng. Từ năm 2008 đến năm 2015, khoản đầu tư lớn nhất của Manti Group là mua lại Cao Đắc, trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chiến mua chung. Thu mua một nhà máy quảng cáo, trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chiến giao đồ ăn và thu mua Quick Easy Pay, bắt đầu dịch vụ thanh toán đám mây. Vì vậy, vào năm 2013, khi Manti Group đầu tư vào Mỹ Đồ Tú Tú, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người cho rằng có điều bất thường nên dõi theo Mỹ Đồ Tú Tú rất lâu. Nhưng vì sau đó không có gì xảy ra, sự quan tâm này dần dần phai nhạt. Nghe nói, Mỹ Đồ Tú Tú thỉnh thoảng cử một đội ngũ kỹ thuật sang, cung cấp dữ liệu chỉnh sửa khuôn mặt và phương án làm đẹp mới nhất cho Manti Group, và lần này cũng không ngoại lệ. Giang Cần không giỏi về kỹ thuật, về làm đẹp, hắn thậm chí còn không biết vợ mình đẹp. Vì vậy, toàn bộ cuộc gặp gỡ do Tô Nại và Đồng Văn Hào chủ trì, Giang Cần chỉ xem thôi. Họ sử dụng dữ liệu của Mỹ Đồ, kết hợp với thuật toán thông minh thế hệ thứ 5 của Manti Group, lần này là tối ưu hóa cuối cùng. Hiện tại, Manti Group là công ty trong ngành đầu tư nhiều nhất vào nghiên cứu thuật toán và Big Data. Trong lĩnh vực này, hầu như không có doanh nghiệp nào có thể sánh kịp. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1677, Hợp đồng trị giá 1 tỷ, 1. Đội ngũ của Mỹ Đồ Tú Tú đến rồi lại rời đi, còn Giang Cần thì lên máy bay đến thủ đô, gặp gỡ các ông chủ của ba nhà mạng lớn. Lần này hắn không đưa vợ con theo, mà đi cùng Đồng Văn Hào, mang theo một dự án hợp tác nội bộ đã được soạn thảo. Ngày đầu tiên, họ gặp Tổng Giám đốc của China Mobile, Hà Kiệt. Ngày thứ hai, họ gặp Tổng Giám đốc của China Unicom, Lưu Trung Nhạc. Ngày thứ ba, họ gặp Tổng Giám đốc của China Telecom, Thiệu Anh Huy. Kể từ khi bước vào thời đại di động Internet, ba nhà mạng lớn luôn ngấm ngầm cạnh tranh để giành khách hàng. Từ khi China Mobile triển khai Fashion, đến khi China Telecom hợp tác với Netis ra mắt Zixin, rồi giảm giá lưu lượng, mỗi bên đều tung ra các gói cước có hợp đồng, cuộc cạnh tranh này chưa bao giờ ngừng lại. Sự phát triển của hệ sinh thái di động Internet và nhu cầu về lưu lượng cũng khiến ba công ty quốc doanh này ngày càng gắn kết với các doanh nghiệp Internet. Vì vậy, khi Giang Cần đến thăm, các ông chủ của ba nhà mạng lớn đã đích thân tiếp đón hắn. Hiện tại, Giang Cần có vị thế quan trọng trong ngành Internet, mọi lĩnh vực O2O gần như đều thuộc về Manti Group. Việc hắn lặn lội đường xa đến đây chắc chắn là việc lớn. Giang Tổng, mời ngồi. Hà Tổng không cần khách sáo, chúng ta đã từng gặp nhau tại hội nghị Internet trước đây mà. Hà Kiệt gật đầu, tôi nhớ, khi đó Giang Tổng nói nếu có cơ hội sẽ hợp tác với chúng tôi không nhớ sai chứ. Giang Cần mỉm cười như gió xuân, vì vậy lần này, tôi đến đây rồi đấy. Đàm phán hợp tác sao? Hà Kiệt có chút ngạc nhiên, bởi vì tại hội nghị Internet, ai cũng nói câu có cơ hội hợp tác nhưng thực chất chỉ là lời xã giao, giống như mời nhau đi ăn vậy. Không, ngờ, Giang Cần thật sự tìm đến. Giang Cần bảo Đồng Văn Hào đưa dự án đã chuẩn bị sẵn ra, đặt trước mặt Hà Kiệt. Hà Tổng, Manti Group muốn cùng quý công ty thử một hình thức kinh doanh hoàn toàn mới. Hợp tác này chúng tôi ước tính ban đầu là 1 tỷ, không biết anh có hứng thú không? Nghe đến con số 1 tỷ, sắc mặt Hà Kiệt trở nên nghiêm trọng hơn, thu lại nụ cười và bắt đầu lật xem dự án. Giang Cần rất thích chơi trò số liệu, đặc điểm này đã thể hiện từ khi hắn bắt đầu khởi nghiệp tại trường. Năm xưa trung tâm thương mại Vạn Chúng nhờ hắn quảng cáo, hắn ra giá 100.000, sau đó tự giảm xuống còn 50.000,
liên tục thuyết phục người ta rằng mình đã giúp họ tiết kiệm 50.000. Từ đó, lão Hà bắt đầu cùng hắn bước vào con đường không lối thoát. Nhưng lần này, con số 1 tỷ mà Giang Cần nói không phải là trò đùa, thậm chí giá trị của hợp đồng này có thể vượt xa 1 tỷ. Hơn nữa, xét về nội dung hợp đồng, bên hưởng lợi trực tiếp chính là phía China Mobile. Hà Kiệt sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi liền nói đợi chút, rồi gọi tất cả các quản lý cao cấp của công ty đến. Họ cẩn thận xem lại một lần nữa, rồi tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên trong phòng họp. Loại hình hợp tác này thật là mới mẻ. Hà Tổng, thứ này sẽ làm rối loạn giá cả thị trường hiện tại, tôi không đồng ý. Mã Tổng, anh phải biết rằng, Manti Group có một lượng người dùng cực kỳ lớn. Trên đời này không có phương pháp nào hoàn hảo cả, phải có được có mất. Tiền quảng cáo hàng năm của China Mobile không chỉ có chừng này. Vẫn nên cẩn trọng một chút, hãy họp bàn và lấy ý kiến của mọi người nhé. Sau vài lần thảo luận, có người đồng ý, có người không, nhiều quản lý khác thì tỏ ra rất do dự và không rõ ràng. Thế nên, Hà Kiệt cùng các quản lý cao cấp đối diện trao đổi ánh mắt với nhau, đặt tay lên bàn dự án hợp tác. Giang Tổng, chuyện này chúng tôi không thể quyết định ngay được, vẫn cần phải họp bàn thêm. Được thôi Hà Tổng. Tôi chờ tin tốt từ anh. Phản ứng và câu trả lời của hai công ty khác cũng tương tự như của Di Động. Họ đều rất ngạc nhiên về chuyến viếng thăm đột ngột của Giang Cần, cũng rất cẩn trọng với dự án hợp tác mà hắn đưa ra. Sáng thứ tư, sau khi cuộc gặp mặt của ba bên kết thúc, hai người ngồi ở góc phố Tam Lý Chuân, vừa nhìn những đôi chân dài trong quần shorts ngắn và váy ngắn, vừa ăn kem. Ông chủ, liệu họ có đồng ý không? Luôn phải có người đầu tiên dám thử nghiệm. Giá chúng ta đưa ra không thấp, chỉ xem ai sẽ siêu lòng trước thôi. Giang Cần ăn cây kem từ vuông thành tròn, rồi đột nhiên mắt sáng lên, chỉ tay về phía trước, hô, nhìn đôi tất lưới kia. Đồng Văn Hào nhìn theo ánh mặt trời rực rỡ, thấy một cô gái tóc dài bay phấp phới, đeo túi chăn nở, đôi chân dài và thon gọn được bao phủ bởi đôi tất lưới. Ông chủ, bà, chủ biết được sẽ đánh cậu đấy. Đánh tôi làm gì, tôi đang làm việc mà. Đồng Văn Hào hoang mang. Giang Cần chỉ cô gái chân dài, cậu có thể tưởng tượng, dù ở xa tận Thượng Hải, vẫn có thể nhìn thấy những cô gái xinh đẹp ở Tam Lý Chuân mặc tất lưới nhảy múa cho cậu xem không. Trước khi có Internet, điều này chỉ có vua chúa mới được hưởng. Chương 1678, hợp đồng trị giá 1 tỷ, 2. Đồng Văn Hào nhìn đôi chân đó, không kìm được mà chắp tay cảm thán, cảm ơn Internet. Văn Hào, việc của cậu là làm sao cho những điều đẹp đẽ như đôi chân dài này được trình bày trước mắt mọi người, cậu sẽ tích được công đức to lớn đấy. Ba nhà mạng lớn vì hợp đồng hợp tác mà Giang Cần đưa ra đã liên tục họp bàn suốt mấy ngày liền. Trong thời gian này, Giang Cần và Đồng Văn Hào vẫn kiên trì làm việc trên đường phố Tam Lý Chuân, không ngại nắng nóng, sâu sát thực tiễn, cảm nhận cái đẹp. Đến chiều ngày thứ năm, China Mobile đã tổ chức cuộc họp cuối cùng về hợp đồng hợp tác với Manti Group. Dù vẫn còn nhiều ý kiến phản đối trong nội bộ, nhưng Hà Kiệt vẫn kiên quyết thúc đẩy hợp tác này đi vào thực tiễn. Giang Cần là một huyền thoại trong lĩnh vực kinh doanh Internet di động. Thời gian gần đây, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về anh ta. Từ khi khởi nghiệp năm 2008, anh ta hầu như không bước sai một bước nào. Mỗi quyết định của anh ta đều tạo nên những biến động lớn trong thương trường. Hơn nữa, mọi người đều biết rằng sự hợp tác này mang lại lợi ích không nhỏ cho chúng ta. Tiếng nói của Hà Kiệt vang lên trong văn phòng, khi y nói xong, mọi người đều im lặng. Theo góc độ kinh doanh, mọi quyết định đều có lợi và hại, chỉ là cách thuyết phục đối phương như thế nào. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, cái tên Giang Cần đã trở thành một sự thuyết phục mạnh mẽ đối với nhiều người. Vì vậy, China Mobile đã gọi điện cho Giang Cần vào ngày thứ sáu, mời hắn đến họp lại một lần nữa. Ba ngày sau khi gặp lại, không biết có phải do ảo giác của Hà Kiệt hay không, y thấy Giang Cần và Đồng Văn Hào có vẻ đen hơn trước. Hai người đi leo trường thành à? Không, làm việc ở ngoài phố thôi. Anh đã có giá trị tài sản gần 100 tỷ rồi mà vẫn tự mình xuống cơ sở. Một số việc nghe người khác nói không đủ, phải tự mình chứng kiến mới thú vị. Hà Kiệt nghe vậy thì mím môi, thầm nghĩ đội ngũ Manti Group thật không hổ danh là doanh nghiệp đã vươn lên hàng đầu chỉ sau 5 năm. Sau đó, cuộc họp diễn ra, nhờ có thảo luận trước đó, việc hợp tác lần này diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi ký hợp đồng, Giang Cần cùng Đồng Văn Hào đến công ty giải trí Hoa Anh ở thủ đô. Giải trí Hoa Anh là khoản đầu tư đầu tiên của Giang Cần,
còn sớm hơn cả Cao Đắc. Những năm qua, họ theo đuổi mô hình sản xuất ngôi sao, tuyển chọn, ra mắt đơn ca, tham gia chương trình thực tế, rồi đóng phim, đã tạo nên ba thế hệ ngôi sao trẻ. Với sự phong phú của các hoạt động và lợi nhuận ngày càng tăng, họ đã chuyển từ Thông Châu đến Đại Hưng, có trụ sở lớn hơn, thậm chí xây dựng cả phòng thu âm và quay phim. Các nữ thần tượng mới của công ty đều biết rằng phía sau công ty là Manti Group, nhưng chưa từng gặp mặt. Chỉ nghe nói rằng chị cả dư duyệt của công ty suýt chút nữa đã hết thời, nhưng khi Manti Group gặp khủng hoảng truyền thông, cô ấy đã quyết định giúp quay một đoạn quảng cáo và trong 3 năm đã trở thành ngôi sao hàng đầu, hiện tại đã là diễn viên điện ảnh. Vì vậy, khi lịch trình của Giang Cần được lan truyền nội bộ, nhiều ngôi sao trong đoàn phim hoặc trong chương trình đã xin nghỉ để trở về. Bên ngoài cũng biết việc Giang Cần đột ngột đến thủ đô, đặc biệt là Alibaba, họ có một đội ngũ chuyên phân tích lịch trình của hắn. Nói thẳng ra, Alibaba luôn chờ đợi động thái của Giang Cần. Sau khi Alipay ra mắt Alipay, vị thế của họ quá lớn. Nếu tình hình tiếp tục phát triển như vậy, Manti Group khó có cơ hội lật ngược tình thế. Vì vậy, không thể nào Giang Cần lại không có hành động gì. Nhưng theo báo cáo, thời gian gần đây hắn chỉ ở nhà dắt con đi dạo, dường như không quan tâm đến tình hình bên ngoài. Nhưng càng như vậy, Mã Vân càng lo sợ Giang Cần sẽ có chiêu gì đó. Vì chỉ có người vững vàng mới có thể điềm nhiên tự tại, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đang diễn. Cả giới thương mại đều biết rằng Giang Cần rất giỏi diễn xuất. Vì vậy, việc quan sát luôn được tiến hành một cách kín đáo. Cho đến khi hắn bất ngờ lên đường đến thủ đô và ở lại đó suốt một tuần, bức ảnh khi hắn trở về trông đen đúa hơn hẳn, cho thấy hắn đã luôn phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Điều này khiến chú Mã cảm thấy yên tâm phần nào. Làm kinh doanh, không sợ đối thủ phản ứng, chỉ sợ đối thủ không phản ứng. Việc Giang Cần đích thân ra mặt lần này cho thấy hắn cũng biết tình hình đang rất cấp bách và đang gấp rút tìm cách giải quyết. Thật ra từ khi chuyển Manti Group đến Thượng Hải, ngoài kế hoạch ra nước ngoài, Giang Cần đã rất lâu không trực tiếp ra mặt. Dù trước đây với Didi, anh ta cũng không tự tay hành động, nhưng lần này bỏ vợ con ở nhà để đến thủ đô, chứng tỏ anh ta thật sự đang rất gấp. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1679, Cuộc Cạnh Tranh Nhỏ, 1. Tháng 9, mùa tựu trường đến, nhiệt độ vẫn chưa hạ bớt. Một sinh viên năm 3 trở lại trường, rảnh rỗi nên bắt đầu lướt qua Zihu Campus. Khi đang xem bài viết, bất ngờ thấy một quảng cáo bật lên trên trang. Phần mềm này có dung lượng rất nhỏ, chỉ vài chục mobile banking. Vì vậy, từ lúc tải về đến khi cài đặt, chỉ trong nháy mắt là hoàn thành. Khi mở phần mềm, nó sẽ yêu cầu cập nhật. Trong điều kiện Wi-Fi, gói dữ liệu sẽ tự động cập nhật ngay khi tải xong, còn trong điều kiện dùng dữ liệu di động, có tùy chọn cập nhật ngay lập tức hoặc chờ kết nối Wi-Fi. Cách làm này giảm đáng kể rào cản tải về, đồng thời khóa chặt người dùng có nhu cầu tải ngay từ đầu. Thực tế, với sự phát triển của ngành công nghiệp Internet, nhiều phần mềm ngày càng có nhiều tính năng, dẫn đến dung lượng ngày càng lớn. Nhiều người dùng không tìm thấy Wi-Fi sẽ từ bỏ khi thấy kích thước tệp lớn. Khi Giang Cần đưa ý tưởng này cho tổ kỹ thuật, cả đội chìm vào im lặng. Giảm rào cản tải về đến mức tối thiểu, cài đặt phần mềm chính lên điện thoại người dùng trước, thật là một chiêu thần kỳ. Nhờ đó, quá trình quảng bá phiên bản thử nghiệm của Dujin diễn ra suôn sẻ. Ông chủ, trước đây từng làm việc về sản phẩm sao? Trong những năm qua, Manti Group đã thu hút nhiều kỹ sư và quản lý sản phẩm cho việc nâng cấp công nghệ. Họ không biết rõ về quá khứ của Giang Cần, nên mỗi khi như vậy, các kỹ sư mới luôn tò mò. Tôi lại lắc đầu, ông chủ học tài chính, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ta đã từng thấy trước tương lai. Ồ, ai mà đánh bại nổi chúng ta? Phiên bản thử nghiệm của Dujin trên Zihu Campus bắt đầu, vì người dùng không có dữ liệu ban đầu nên thuật toán tạm thời không hoạt động. Vì thế, hầu hết các nam sinh khi mở ứng dụng lần đầu đều thấy video cô gái nhảy trong quần ngắn, còn nữ sinh thì thấy chàng trai có cơ bụng 6 múi. Toàn nền tảng tràn ngập nội dung ba xu, không có gì tích cực, nhưng hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Có sinh viên vì mắt tinh tay nhanh, chỉ sau vài ngày đã có cuộc sống đêm đầy âm nhạc và vũ điệu. Nhờ nhóm sinh viên sử dụng, toàn bộ tổ kỹ thuật của Manti Group
bao gồm cả trung tâm dữ liệu lớn và trung tâm thuật toán, đều bắt đầu thu thập dữ liệu, điều chỉnh cho phiên bản 1.0 của Dujin. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến tháng 10, thử nghiệm Dujin kéo dài đến cuối kỳ, hội nghị sáng tạo đầu tiên của trang đầu số được tổ chức tại Thượng Hải. Ngày hội nghị, hiện trường đông nghịt người, Giang Cần cầm micro xuất hiện trên sân khấu, nói về lịch sử phát triển của Manti Group, đặc biệt xây dựng hình ảnh chưa từng thất bại trong 7 năm kinh doanh. Sau đó, hắn tuyên bố rằng Manti Group sẽ dành ra 1 tỷ đồng làm quỹ thưởng cho sáng tạo video ngắn, mời gọi các nhà sáng tạo tự do bắt đầu thử nghiệm mô hình video. Đây là nguyên tắc mà Giang Cần luôn tin tưởng, có thưởng lớn ắt có kẻ liều mạng. Một loạt hành động này khiến những người trong ngành không khỏi xì xào bàn tán. Phần mềm video hiện không phải hiếm trên thị trường như MeowPie, MeiPie và Kuaisu đã tồn tại từ lâu. Năm nay, còn có một phần mềm gọi là Xiao Casio cũng khá nổi. Đồng thời, Weibo và Youku cũng đang phát triển nền tảng video ngắn của riêng họ. Đặc biệt là Youku, họ đã khuyến khích người dùng tải lên video tự chế từ rất sớm, nhưng nhiều năm rồi vẫn không thành công. Trong số nhiều ví dụ, Kuaisu và Xiao Casio là hai nền tảng phát triển tốt nhất. Kuaisu tập trung vào đề tài nông thôn và đồ quê, còn Xiao Casio thì tập trung vào video ngắn hài hước, chủ yếu là các đoạn hài hoặc đóng giả. Mặc dù nổi lên nhanh chóng, nhưng dữ liệu cho thấy lưu lượng truy cập của các phần mềm này rất không ổn định. Nhiều nhà đầu tư thấy lĩnh vực này không hấp dẫn để thử nghiệm. Một là vì tỷ lệ hoàn vốn không cao, hai là vì công ty thông thường không đủ sức cạnh tranh trong ngành này. Ngoài ra, theo tư duy thương mại truyền thống trên Internet, văn bản, hình ảnh và video chỉ là một phần bổ sung trong ma trận xã hội. Mọi người vẫn nghĩ rằng mục đích lớn nhất của việc người dùng đăng video là để thể hiện bản thân. Ví dụ, QQ cũng cập nhật chức năng video, nhưng tần suất sử dụng của người dùng rất thấp, không bằng chức năng hình ảnh. Cũng có người thử quảng cáo trên các phần mềm này, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp, vì vậy nhiều người trong ngành Internet đều đồng ý rằng lĩnh vực video tự chế quá hẹp. Vì thế, trong kế hoạch chiến lược của các công ty lớn, chưa bao giờ có mục tự chế video. Khi dự án Dujin bắt đầu thử nghiệm nội bộ, mọi người rất ngạc nhiên khi Manti Group đột ngột chuyển hướng này. Manti Group là bá chủ trong lĩnh vực O2O, kinh doanh mua và bán, đột nhiên làm việc này, cảm giác như đàn ông mặc váy. Thực ra, phân tích lần trước của tôi là đúng, Manti Group hiện đang đối mặt với vấn đề lưu lượng. Khi trang đầu tối nay và Zihu giảm sức ảnh hưởng, họ buộc phải tìm kiếm nguồn lưu lượng mới. WeChat có ma trận xã hội, Alipay liên tục phát triển dịch vụ tài chính để giữ chân người dùng, Manti Group mà không tìm lối vào lưu lượng mới thì rất nguy hiểm. Nhưng Giang Cần lại chọn lĩnh vực này. Ôi, không biết nói gì hơn. Chương 1680, cuộc cạnh tranh nhỏ, 2. Nhiều người trong ngành cho rằng Dujin có lẽ là một sự thử nghiệm và khám phá của Giang Cần đối với lưu lượng bên ngoài. Giống như Alibaba mua Youku và Tudo, thử nghiệm rất lâu nhưng kết quả ngày càng kém. Các thử nghiệm khác như Xiaomi Music, ngày ngày êm tai, đều thất bại không ngoại lệ. Lần thử này của Giang Cần có thể không quan trọng thành bại, chỉ là để tìm kiếm hướng đi mới trong quá trình thực hiện. Alibaba và Tencent cũng đã biết tin này. Sau khi nghiên cứu tình hình phát triển của Xiao Casio và Kuaisu, họ chọn cách phớt lờ. Họ có những việc quan trọng hơn cần làm. Năm 2012, Liên minh huyền thoại trở nên nổi tiếng trong nước. Tào Quảng Vũ mở quán net kết hợp tiệc tùng, kiếm được bộn tiền. 3 năm sau, Tencent nhắm vào tựa game này, phát triển một phiên bản mobile tên là Vương Giả Vinh Diệu, sắp ra mắt. Alibaba thì nhắm vào thị trường O2O, tiếp tục đốt tiền trợ cấp cho nền tảng giao đồ ăn đói bụng không ở các thành phố hạng 2, Tao Piao Piao thậm chí còn tung ra chương trình xem phim với giá 1 đồng. Đồng thời, họ còn có hai động thái mới. Một là thương hiệu bán lẻ mới Hà Mã Tiên Sinh, hai là siêu thị không người bán. Siêu thị không người bán thực chất chỉ là chiêu trò quảng cáo, Alibaba muốn dùng nó để tuyên truyền rằng họ có thể thay đổi thế giới, nhấn mạnh độ an toàn của Alipay, giá trị tuyên truyền lớn hơn thực tế. Hà Mã Tiên Sinh, thương hiệu bán lẻ mới, được chuẩn bị trong hơn một năm, cửa hàng tại Kim Kiều ở Thượng Hải đang được trang trí. Dự kiến khai trương vào cuối năm, nhắm vào đối thủ là Tiên Hối Tiên Sinh của Giang Cần. Vị trí hai cửa hàng này, phải nói là đối đầu trực tiếp, giống như mối quan hệ giữa Vạn Chúng ở Bắc Kinh và Hỷ Duyệt Thành. Có tin đồn chưa được xác thực rằng
Hà Mã tiên sinh khi chọn hàng còn hỏi xem đối phương có hợp tác với Tiên Hối tiên sinh không. Rõ ràng, Alibaba không muốn cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở nào. Điều chỉnh, cập nhật, điều chỉnh, cập nhật. Sau khi kết thúc thử nghiệm nội bộ, Douyin chính thức ra mắt. Do chưa quảng bá rộng rãi, nên tốc độ tăng trưởng người dùng không nhanh, thậm chí không bằng Xiao Casio cùng thời điểm. Nhưng Giang Cần có vẻ không vội vàng. Họ tập trung vào việc tìm kiếm những nhà sáng tạo video xuất sắc từ các nền tảng như Bilibili, Kuaishu, Xiao Casio để tìm người phù hợp với sản phẩm của mình. Khi phát hiện ra nhà sáng tạo xuất sắc, Manti Group sẽ ký hợp đồng với họ dưới danh nghĩa của công ty giải trí Hoa Anh. Vì thế, giải trí Hoa Anh đã thành lập một bộ phận MCN để đào tạo tài năng và xây dựng hình tượng cho các ngôi sao mạng thế hệ đầu tiên. Họ sẽ là trụ cột của Douyin khi bắt đầu quảng bá toàn diện. Giang Cần muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm với dự án, Giang Cần thường xuyên theo dõi sát sao quá trình đào tạo các nữ ngôi sao mạng, dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước để giúp lên kế hoạch cho nhiều hình tượng kinh điển. Thậm chí, hắn còn không ngại ngùng khi giúp sáng tác nhạc. Những bài như Hãy để anh là đôi mắt của em, Phần còn lại của cuộc đời, Chúng ta khác nhau, Gió đã nổi lên, Học tiếng mèo kêu. Chỉ trong một buổi chiều, Giang Cần đã viết khoảng 10 bài hát, nhưng vì không biết viết nhạc, hắn đã hát nhầm cho một giám đốc âm nhạc của Hoa Anh nghe. Sau khi giám đốc âm nhạc nghe xong, cả người đều sững sờ, ngay cả Đồng Văn Hào đi cùng Giang Cần cũng kinh ngạc tròn mắt. Đù, nếu không phải vì kinh doanh, sếp có khi đã trở thành ca sĩ rồi. Sau đó, không biết ai đã tố cáo, nhưng tiểu phú bà biết chuyện hắn đi huấn luyện các hot girl, khiến Giang Cần không dám đi nữa. Anh trai nhà em chỉ thích ngắm mỹ nữ, không còn thích người trong nhà nữa. Vu khống, anh chỉ nhìn qua cửa kính thôi. Hơn nữa mỗi lần đều là Đồng Văn Hào kéo anh đi. Nhìn xem, vết nhăn trên giày da của anh là bằng chứng anh đã vùng vẫy. Đồng Văn Hào là kẻ xấu. Chớp mắt, mùa đông lặng lẽ đến. Manti Group luôn bận rộn với kế hoạch trên Douyin. Nhìn từ bên ngoài, lĩnh vực O2O của họ có vẻ đang yếu đi. Nếu không phải Manti Group có nền tảng vững chắc trong ngành mua chung và còn có chuỗi cung ứng mạnh mẽ, thị phần của họ có lẽ đã sụt giảm thảm hại hơn. Khang Kính Đào vừa mới rời Uber để gia nhập Manti Group, nhìn cảnh tượng này, lòng y lạnh buốt, nghĩ thầm không lẽ lần nào mình cũng gia nhập quốc quân vào năm 1949 sao? Douyin được ươm mầm từ trang đầu tối nay. Những người làm việc bán thời gian sáng tạo nội dung truyền thông đã đóng góp lượng lớn nội dung cho dự án Douyin. Sau 2 tháng tối ưu hóa thử nghiệm, tính năng đề xuất cá nhân hóa của Douyin đã cải thiện rõ rệt. Nếu bạn thích xem video về tất lưới đen, bạn sẽ luôn thấy chúng. Nếu bạn thích xem video về chân, bạn sẽ luôn thấy chúng. Các bạn vừa nghe xong tập 168 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.